Chương trình được đồng hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Đại Hòa, tự hào thương hiệu quốc gia và siêu thị võ thuật Việt Nam. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao. Hôm vừa rồi mình có đăng một video clip nói về trận đấu đầu tiên của Nguyễn Trần Chí Nhất tại Đại hội Muay. Tuy nhiên do một phần chủ quan là trận đấu đó mình không có mặt ở Thanh Hóa và được một đàn em trong nghề cũng không dành về võ lắm, và bạn ấy nói rằng là duy nhất gặp đại hải của Công an Nhân dân. Chính vì vậy là mình đã nhờ bạn ấy dựng phim giúp và có tường thuật như đúng rồi là trận đấu đó Nhất gặp Đào Đại Hải. Tuy nhiên sau khi xác minh lại thì chính xác là Nhất gặp Hải Triều chứ không phải Đại Hải. Việc này dẫn đến việc mà dẫn đến sai lệch cho đến cho các bạn. Về việc này thì mình xin nhận lỗi và mình sẽ cẩn thận hơn ở trong những video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai của Nguyễn Trần Chí Nhất, và đối thủ lần này chắc chắn không còn nhầm nữa, đó là đối thủ của đơn vị Hà Giang, Hoàng Văn Thế. Thì cách đây khoảng một năm mình có một cái video cũng về trận đấu giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Hoàng Văn Thế của Hà Giang. Thì ở trận đấu đó rõ ràng là chênh lệch rất là nhiều, khi Duy Nhất cũng chỉ cần một hiệp là đã có thể hạ Hoàng Văn Thế. Tuy nhiên hôm nay trận đấu thứ hai của Duy Nhất thì mọi việc đã trở nên khó khăn hơn. Hoàng Văn Thế thi đấu tốt hơn và đã có thể coi là cầm cự được với đàn anh trong cả 3 hiệp đấu. Chính vì vậy mình cũng rất là ghi nhận những cái tiến bộ của võ sĩ của đơn vị Hà Giang này, khi anh đã có một bước phát triển tốt trong một năm vừa qua, một năm gặp lại Hoàng Văn Thế của Hà Giang. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến toàn bộ full 3 hiệp đấu giữa Hoàng Văn Thế mặc giáp đỏ với Nguyễn Trần Duy Nhất mặc giáp xanh. Thank you.
Thank you.
sự tôn trọng nhất định của hai võ sĩ dành cho nhau. Và rõ ràng chúng ta có nhận thấy là Nguyễn Trần Chính Nhất nhỉnh hơn đối thủ rất là nhiều. Và đây cũng là chiến thắng thứ hai của Nguyễn Trần Duy Nhất tại giải Muay Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Và trận đấu này thì diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2022. Hôm nay, 18 tháng 12 thì Duy Nhất sẽ bước vào trận đấu thứ ba. Và đối thủ lần này mới chính là Đào Đại Hải nhé các bạn. Mong mọi người lưu ý giúp và mình cũng sẽ có video gửi đến mọi người sớm. Cũng xin được nói thêm là sau khi kết thúc đại hội thì Duy Nhất sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp và anh sẽ có một trận đấu thượng đài rất hay vào ngày 29 tháng 12 tới tại Sài Gòn. Và lúc đó chắc chắn là mình cũng sẽ gửi đến mọi người những cái video về trận đấu này, về võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Kính mời mọi người đón xem.